Đúng ngày 12 tháng 1 âm lịch, thần tài cho lộc, bốn con giáp trúng lớn, ngày mai đổi đời giàu có. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 12 tháng 1 âm lịch năm 2024, năm Giáp Thìn. Nó sẽ rơi vào ngày Ất Mão. Vậy thì trong ngày 12 tháng Giêng, ngày Ất Mão này, thì đâu sẽ là con giáp may mắn, đâu sẽ là con giáp xui xẻo? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả bốn con giáp gặp vận may liên tiếp trong ngày 12 tháng 1 âm lịch. Trong ngày hôm nay, các bạn có thể sẽ được đồng nghiệp, được đối tác trợ lực, giúp đỡ mà đưa ra những cái phương án kinh doanh hợp lý, mở ra những cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu lớn. Người đi làm hưởng lương thì có thể được cấp trên đánh giá cao về cái năng lực cá nhân, được đề bạt lên những cái vị trí cao hơn. Những người làm ăn kinh doanh ấy, thì sẽ gặp được may mắn, gặp thời, gặp thế. Nên là buôn may bán đắt, buôn cái gì thì bán hết cái đó. Một số người còn may mắn có cơ hội trúng số đổi đời đấy, hoặc là được thừa kế những cái gia sản cực lớn đấy, của gia đình nhà mình đấy. Bên cạnh đó thì cái chuyện tình cảm của những con giáp này trong ngày hôm nay cũng vô cùng được suôn sẻ, thuận lợi. Những người độc thân thì dễ có cơ hội thoát ế. Những người đã có gia đình thì sẽ có được cái tình cảm gắn bó mặn nồng. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Như quý vị đã biết, cái ngày 12 tháng Giêng nó sẽ là ngày Ất Mão. Chúng ta cục diện đầu tiên là Mão và Tuất là nhị hợp. Vì thế mà những người tuổi Tuất sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày 12 tháng Giêng này. Nhờ có cục diện nhị hợp nó nâng đỡ mà những người tuổi Tuất sẽ xây dựng được những cái mối quan hệ với mọi người xung quanh một cách là tốt đẹp. Các bạn luôn nhiệt tình giúp đỡ những người khác nên là cũng sẽ được mọi người giúp sức khi mà gặp phải những khó khăn. Và trong ngày 12 tháng Giêng, ngày Ất Mão này thì mọi việc đều được diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Cái vận trình của con giáp này trong ngày thì nói chung ấy cũng vô cùng khởi sắc so với thời gian trước đó. Nhưng mưu sự quý vị vẫn phải thận trọng thì mới có được cái thành công rực rỡ. Các bạn cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kỳ cái quyết định gì, tránh nóng vội kẻo lại làm hỏng đại sự. Với những người làm ăn kinh doanh trong thời gian này thì đây cũng là cái thời điểm thích hợp để quý vị ký kết hợp đồng hợp tác với lại đối tác, với khách hàng. Ký hợp đồng vào trong ngày hôm nay, đôi bên sẽ gì hợp tác vô cùng thuận lợi, tìm ra những hướng đi đúng đắn để lợi nhuận ngày càng đổ vào túi nhiều hơn. Đó. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay lại gặp cục diện ngũ hành nó xung khắc. Vậy nên là các mối quan hệ gia đình của những người tuổi Tuất cũng không được thuận lợi như mong muốn. Có lẽ là các bạn cần phải hạ cái tôi của mình xuống và lắng nghe ý kiến của những người xung quanh nhiều hơn. Các bạn không nên thiếu kiên nhẫn với những cái người mình thân yêu nhất. Vì thế, để bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình ấy, cũng như là để mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mang theo vòng tam hợp bên mình ấy, thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hòa hợp tình cảm vợ chồng, tăng cường cái vận nhân duyên. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ gì giúp hóa giải những xung sát thị phi, hóa giải cái hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn kéo đến đối với những người tuổi Tuất. Đó. Quý vị sẽ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong ngày 12 tháng Giêng này không ai khác đó chính là những người tuổi Hợi. Những người tuổi Hợi trong ngày 12 này thì được chính ấn nó soi chiếu. Vậy nên sự nghiệp của những người tuổi Hợi cũng đang có những cái bước tiến triển rõ rệt. Các bạn đã bắt được vào cái guồng quay của tập thể và sẵn sàng cống hiến hết cái sức lực của mình để tập thể có thể vượt qua cái thử thách và vươn đến cái thành công. Dưới sự phù trợ của cục diện tam hợp Hợi, Mão, Mùi nên là gì, những người tuổi Hợi trong thời gian này bắt tay vào làm việc gì cũng được thuận lợi và hanh thông. Chỉ cần các bạn xác định được cái mục tiêu đúng đắn cho mình và cố gắng thực hiện thì các bạn sẽ đạt được những kết quả cực kỳ là khả quan. Những người tham gia thi cử tuyển dụng trong thời gian này cũng hứa hẹn nhận được những cái tin vui. Nhân cái thời điểm xã giao được hài hòa thì các bạn nên bắt tay vào thực hiện hóa những cái kế hoạch đã đặt ra từ trước đó.
Bên cạnh đó, tình hình kinh tế cũng có nhiều cái khởi sắc. Những người làm công ăn lương thì sẽ được thưởng nóng, thậm chí là gì? Được tăng lương, tăng thưởng. Những cái thành tích mà quý vị đạt được ấy cũng sẽ được gì? Giúp cho quý vị có những cái bước tiến xa hơn trong tương lai. Trong khi đó, những người tuổi Hợi mà đang làm ăn kinh doanh ấy, thì trong thời điểm này cũng có thể là ký kết được cái hợp đồng lớn, mở rộng cái hệ thống kinh doanh buôn bán của mình. Thời điểm này các bạn có cơ hội gặp gỡ được những đối tác đầy triển vọng và gì có được những cơ hội hợp tác ăn ý. Bên cạnh đó, trong thời gian này, những người độc thân đã bước ra khỏi cái ám ảnh của quá khứ và sẵn sàng mở rộng vòng tay với nhiều cái đối tượng đầy triển vọng. Cái trạng thái tinh thần tích cực sẽ khiến cho cuộc sống của các bạn nhanh chóng được bước sang một trang mới. Vì thế, quý vị hãy mở lòng mình ra để đón nhận những cái điều tốt đẹp nhất đến với mình. Và để gia tăng thêm cái vận may cho nhân duyên cũng như là để tăng cường cái may mắn về tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông mới chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong cái ngày 12 tháng Giêng ấy thì không ai khác đó chính là những người tuổi Mùi. Quý vị thân mến, nói chung ấy, những người tuổi Mùi có thể là gì hoàn toàn yên tâm về cái vận trình của mình trong cái ngày 12 tháng Giêng, ngày Ất Mão này, nhờ được cục diện tam hợp là Hợi, Mão, Mùi nó che chở, nó giúp đỡ. Công việc trong ngày hôm nay thì nói chung là hầu hết đều tiến triển thuận lợi, sở cầu như nguyện. Làm gì thì cũng đạt được một cái kết quả đáng mừng. Nói chung ấy, trong ngày hôm nay lại được quý nhân phù trợ, những cái lúc khó khăn ấy thì quý vị sẽ đều nhận được cái sự trợ giúp kịp thời. Những cái cuộc bắt tay hợp tác cũng đem về nhiều cái thành quả lớn cho những người tuổi Mùi trong cái ngày 12 này. Các hạng mục đầu tư, kinh doanh đều diễn ra theo đúng với cái kế hoạch. Thậm chí một số việc nó còn tồn đọng trước đó thì cũng được giải quyết một cách nhanh gọn. Tinh thần hăng hái cũng sẽ giúp cho con giáp này đạt được cái hiệu suất cao. Đôi khi ấy, còn khiến cho mọi người xung quanh phải ngỡ ngàng nữa. Một cái tin vui nữa là gì? Cái gì được cục diện tam hợp nó che chở, nó giúp đỡ. Vậy là cái tài vận của những người tuổi Mùi cũng có những cái chuyển biến tích cực. Đấy, có những cái bước tiến đột phá trong cái ngày hôm nay, ngày Ất Mão. Theo cái đà thăng tiến thì cái tài lộc nó cũng được khởi sắc. Bên cạnh đó, cái thu nhập chính của những người tuổi Hợi ấy, những người làm công ăn lương thì vẫn có được những cái thu nhập ổn định. Vậy nên cũng không phải lo thiếu thốn. Với những cái năng lực mà các bạn đang thể hiện thì các bạn hoàn toàn có thể có cơ hội để gì mạnh dạn đưa ra những cái đề xuất mức lương thưởng xứng đáng so với công sức mà mình bỏ ra ấy. Tất nhiên có làm thì sẽ được ghi nhận, không làm thì ngược lại. Bên cạnh đó thì thứ tài cũng có những cái dấu hiệu khởi sắc, nó có lợi cho con đường kinh doanh buôn bán đầu tư. Thu nhập trong thời gian này của những người tuổi Mùi cũng sẽ được tăng lên khi mà bản mệnh luôn có thể đưa ra những quyết định nhanh gọn và dứt khoát, dám chấp nhận đánh đổi để gì chinh phục cái mục tiêu lớn. Những người nào mà có ý định khởi nghiệp hoặc là kinh doanh buôn bán trong thời điểm này thì có thể bắt đầu ngay, vì cũng sẽ có được những thuận lợi, điều kiện thuận lợi nó đang hỗ trợ. Đây cũng là cái thời điểm mà những người tuổi Mùi có cái đào hoa nó cũng được nở rộ trong cái mệnh số của mình. Cái điều này có lợi nhất đối với những người độc thân, bản mệnh sẽ mở rộng được các mối quan hệ, được mai mối giới thiệu cho những cái đối tượng phù hợp. Nhiều cái mối nhân duyên tốt lành được đưa tới. Đây cũng là dịp mà để quý vị có thể tìm cho mình một cái đối tượng phù hợp. Nếu mà thấy tiêu chuẩn lựa chọn người yêu của các bạn mà đang quá cao thì có thể hạ thấp xuống một chút, cốt là có thể tìm được cái người tâm đầu ý hợp. Và quý vị cũng đừng có quá mà cưỡng cầu. Bên cạnh đó, cái nhân duyên thì cũng chỉ là cái thứ vô hình. Còn nắm bắt được cái không ấy thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái cách hành xử và cái cách lựa chọn của những người tuổi Mùi. Khi mà trái tim đã rung động rồi thì quý vị hãy cứ mạnh dạn bày tỏ cái tấm chân tình của mình. Do dự quá cũng sẽ làm cho cái cơ hội nó vụt bay đi mất. Vì thế, để bảo vệ hạnh phúc của mình, tăng cường cái vận nhân duyên và mang lại cái may mắn, cái tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ.
Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi, đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong ngày 12 tháng Giêng, ngày Ất Mão thì không ai khác đó chính là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, về vận trình tổng quan của những người tuổi Thân trong thời gian này nhìn chung là khá là cát lành. Tuy nhiên ấy thì quý vị cũng cần phải gì để ý một chút đấy, đến cái khối lượng công việc đấy. Nói chung là cái khối lượng công việc trong thời gian này cũng nhiều, nếu mà ép tiến độ mạnh, áp lực, căng thẳng thì nó cũng sẽ gây ra những cái điều không tốt lành đấy. Cái lộ trình tăng tiến của những người tuổi Thân trong thời gian này cũng được hanh thông thuận lợi, nó mang đến nhiều cái dấu hiệu được thăng chức tăng lương hoặc là thay đổi vị trí công tác đến những cái vị trí tốt hơn. Thêm nữa, cái nhân duyên trong thời gian này cũng tốt lành, nó thúc đẩy các mối quan hệ xã giao, hảo hữu, mở ra nhiều cái cơ hội làm quen với những người quyền thế, nâng cao cái khả năng cạnh tranh và được gì? Được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là con đường quan lộ nó cũng hanh thông thuận lợi. Đồng thời nó cũng thúc đẩy cái tình duyên được khởi sắc và gia đạo sẽ được an yên hơn trước. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong thời gian này thì cái cát tinh nó cũng mang đến cái vận quý nhân, dẫn đến là trong ngày Ất Mão này, đúng không? Ất thì Mão tí Thân, vậy nên là những người tuổi Thân ấy, nó sẽ gặp được những người quyền thế được hỗ trợ về những cái kiến thức hoặc là những cái tài chính, từ đó sẽ mở ra nhiều cái cơ hội để mở mang đầu óc, thúc đẩy cái động lực để phấn đấu, cũng như là gì, có cái tham vọng thành công hơn trước đó. Vì thế nói chung ấy, cái con đường quan lộ sự nghiệp nó được hanh thông thuận lợi, nó có nhiều cái dấu hiệu thay đổi về chức vụ, thăng lương, thăng chức đấy. Có điều quý vị cũng cần phải chủ động nắm bắt, do dự thì cơ hội nó cũng sẽ rơi vào tay người khác. Nói chung cái công việc nó cũng đang trên cái tình trạng là thuận buồm xuôi gió, nó kéo theo cái vận trình tài chính của những người tuổi Thân cũng được ổn định hơn trước. Có điều ổn định sẽ khó có sự đột phá, nếu muốn đạt được cái điều đó thì đương số cũng cần phải chấp nhận đánh đổi bằng cái thời gian, bằng công sức, thậm chí là gì, bằng cả cái mồ hôi nước mắt của mình nữa. Nếu mà đầu tư ấy, chỉ nên đầu tư nhỏ trong thời gian này, tránh tình trạng là dồn dập hùn vốn, kẻo lại bị kẻ xấu lừa gạt, dẫn đến tình trạng là tiền mất tật mang hoặc là vướng vào cái chuyện kiện tụng. Thêm nữa, trong thời gian này thì nói chung ấy, những người tuổi Thân cũng xuất hiện cái đào hoa nó vượng, nó mang đến đời sống tình cảm sẽ vô cùng phong phú và thoải mái cho những người tuổi Thân. Nhất là những ai mà đang còn độc thân ấy, thì cái nhân duyên nó khởi sắc, dễ tìm được những người ưng ý, đáp ứng được những tiêu chuẩn mà mình đề ra và sẽ sớm được yên bề gia thất. Các bạn cần phải chủ động hơn trong chuyện tình cảm, bất luận là nam hay nữ, thì như vậy mới sớm có tìm ra được cái hạnh phúc đích thực của đời mình. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thân luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Đó. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 5 đó mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi Dần. Trong cái ngày 12 tháng Giêng, ngày Ất Mão là chúng ta cục diện là Dần, Mão, Thìn là tam hội. Đó. Vậy nên là gì? Trong cái ngày 12 tháng Giêng này được cái cục diện là tam hội nó giúp sức. Đấy, tam hội nó giúp sức. Vì thế mà những người tuổi Dần sẽ nhận được cái sự giúp đỡ của quý nhân trong ngày hôm nay. Các bạn có thể chạm tay vào những cái cơ hội đáng quý, khiến cho con đường công danh sự nghiệp được gì mở rộng hơn hẳn. Với những người làm lãnh đạo, các bạn sẽ nhận được ra những cái nhân viên tiềm năng và tâm huyết trong công việc. Quý vị hãy có kế hoạch dìu dắt và nâng đỡ đối phương, vì có thể trong tương lai họ sẽ là cái cánh tay đắc lực của các bạn. Trong cái ngày mà ngũ hành nó vượng, mộc vượng như ngày hôm nay ấy, thì bản mệnh rất dễ mắc phải những bệnh liên quan đến xương khớp hoặc là bị thương ở chân tay. Vì thế, những người tuổi Dần trong thời gian này cũng cần phải chú ý vận động hoặc là lao động hợp lý. Đó, chớ nên bắt bản thân làm việc quá sức, kẻo lại gì gây nên những cái di chứng nó để lại cái hậu quả về sau. Vậy nên để bảo vệ cái bản thân mình cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn và tài lộc, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng.
Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất, mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 6 trong ngày 12 ngày Ất Mão này, thì đó chính là những người tuổi Mão. Những người tuổi Mão trong ngày Ất Mão chúng ta có Ất thì lấy lộc tại Mão. Đó. Lại thêm gì? Những người tuổi Ất Mão được tỷ kiên nó thúc đẩy. Vậy nên những người tuổi Mão trong thời gian này cũng sẽ kiên định với những cái mục tiêu của mình. Các bạn sẵn sàng bắt tay vào công việc mà không gì cần phải bất cứ ai thúc giục. Thậm chí các bạn còn hoàn toàn bỏ ngoài tai những cái ý kiến của mọi người xung quanh. Thưa quý vị, nói chung ấy, khi có quyết tâm là tốt. Xong, các bạn cũng cần phải tránh biến mình thành một kẻ mù quáng bảo thủ. Trước khi làm bất kỳ cái công việc gì thì các bạn cũng cần phải đánh giá vấn đề, dự đoán những cái thuận lợi và những cái khó khăn có thể gặp phải, đồng thời học cách lắng nghe theo quan điểm trái chiều. Đó. Thêm nữa, trong thời gian này thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi Mão thì nhìn chung cũng khá là sáng sủa. Các bạn càng chăm chỉ làm việc bao nhiêu thì công sức của các bạn được đền đáp càng xứng đáng bấy nhiêu. Với những người làm công ăn lương thì các bạn sẽ nhận được tiền lương, tiền thưởng vì những cái thành tích đóng góp của mình cho tập thể. Một số người còn được chạm tay vào cái cơ hội tăng lương. Thì đây cũng chính là cái động lực để các bạn tiếp tục cố gắng và tin tưởng hơn vào cái tương lai của mình. Bên cạnh đó, với những người làm kinh tế thì các bạn khá là xông xáo, nhiệt tình, nên là sẵn sàng thử sức mình trong những cái hạng mục khác nhau. Từ đó, nó có thể là gì? Thu về những khoản lợi nhuận túc tắc. Ngoài ra, với cái cách đánh giá vấn đề khá là đúng đắn, các bạn cũng lường trước được những cái nguy cơ để tránh xa ngay lập tức. Tất nhiên, để kiếm được tiền về đề túi thì các bạn cũng sẽ phải khá là vất vả, khá là bôn ba. Nếu mà có việc cần phải ra đi công tác xa thì quý vị hãy luôn chuẩn bị gì hành trang để gì để có một cái bước đi đúng đắn nhất đó. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mão cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Kính thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày 12 tháng Giêng ngày Ất Mão. Và trong ngày 12 tháng Giêng ngày Ất Mão này thì chúng ta sẽ có 6 con giáp cực kỳ may mắn, tài vận hanh thông. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Tuất, 2 tuổi Hợi, 3 tuổi Mùi, 4 tuổi Thân, 5 tuổi Dần và 6 là những người tuổi Mão. Đó. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý trong cái ngày 12 tháng Giêng ngày Ất Mão này. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.